Rồi, ok các bác, thì đây là cái video 1080 60fps nhé. Giữa cái con G8 và cái con Samsung S10 5G thì em so sánh hai con này ấy, tại vì em thấy là nó là hai cái con mà cùng với cái thời điểm mà sản xuất ra mắt ấy. Đây đang quay bằng hoàn toàn bằng cam gốc và tự động thôi nhé. Đó thì như em đang thấy ở trên cái hai màn hình của con này ấy, thì con G8 nó trên màn hình của con G8 chống rung tốt hơn rất là nhiều. Còn con S10 5G thì chống rung kém hơn, nhưng mà đó là cái trên nhìn trên cái màn hình điện thoại thôi. Chứ còn khi mà ghép lại thì thường thường LG nhà mình nó hơi 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 không đúng sự thật. Em đang đi bộ thôi. Đó. Thì cái con S10 5G cái thời điểm nó ra mắt ấy, so với những cái con cùng cái năm đó thì em thấy là anh em đánh giá rất là cao cái con khả năng quay phim với con S10 5G này. Thì em đang test nó với con G8 nhà mình đây. Thì cái con G8 nhà mình và cái con S10 này đều là hàng cũ thôi. Con G8 của em thì em dùng cũng khá là nát bét rồi. Đó. Rồi ok, em chạy thử tí nhá. Rồi ok, em sẽ quay lại. Em sẽ đi vào cái khu cây cối này xem cho nó nguy hiểm hơn tí xem nào. Để vì tí kia sẽ có cái mấy cái bông hoa xem nó thế nào. Em tìm một cái bông hoa màu tím đây này. Cái màu tím thường thường nó sẽ không được thể hiện rõ ở trên cái điện thoại này. Đó thì em thấy là hai cái màu của cái màu tím này, em thấy cái màu của cái con S10 này ở trên màn hình thì nó thực tế hơn, nó gần với thực tế hơn. Đó, ok. Tiếp thử các bạn. Che nè. Chạy nhanh lại một tí ở chỗ cái bông hoa kia cho clip nó đỡ dài. Không hiểu sao cái dòng điện thoại nhà mình ấy thì cái dòng điện thoại LG nhà mình ấy thì khi mà quay trên cái màn hình điện thoại thì nó trông nhìn nó chống rung tốt hơn. Chắc anh em mà dùng LG cũng biết cái điều đó. Đây có một cái bông hoa này. Cái bông hoa này ấy thì cái con G8 lại cho cái màu thực tế hơn trên cái màn hình điện thoại của con G8. Đó. Xem còn bông hoa nào nữa không nào. Có mấy màu hồng nữa các bạn. Quái thật. Đây nữa này. Đó. Rồi. Toàn màu hồng nữa các bạn. Có cái màu quái gì nữa đâu. Rồi ok các bác, thì đó là cái video bằng cam sau nhé, em sẽ chuyển sang cam trước xem thế nào. Rồi ok các bác, thì đây là cái video bằng cam trước giữa con G8 và cái con S10 5G. Thì cái con G8 nhà mình ấy nó chỉ có đến Full HD 30 thôi, cho nên là hai con em đều phải để cái thông số đấy. Ở đây các bác có thể thấy là dạo này nóng quá em cắt đầu chọc rồi. Nó cũng mọc mọc lên rồi thì trông giờ nó hơi khốn nạn tí thôi. Đó thì các bác có thể thấy ngoài trời cũng đang khá là nắng. Đây có một cái tán cây này các bác có xem này. Đó thì nó thực là nhìn con S10 nó vẫn cho cảm giác sướng hơn các bạn, cái thứ nó sướng hơn. Em sẽ thử chạy một tí nhá. Thực ra ấy, thực ra cái cam trước thì cũng chẳng cần phải chạy đâu, vì cam trước cái việc chống rung của nó không ăn thua gì cả. Chạy cho các bác biết thôi. Đó. Các bác có thể thấy này. Rồi ok. Hiện tại thì em thấy đang con G8 bên LG đang là cái con mà cho cái chất lượng cam trước phải nói là gần như là hàng đầu luôn. Nhưng mà đang so với con Samsung này thì không có tên tuổi gì, bình thường thôi. Rồi ok, thế là các bác có thể hiểu được cái cam trước của LG nhà mình và cái con S10 5G đang như thế nào. Rồi ok các bác, thì đây là cái video bằng cam sau 1080 giữa con G8 và cái con S10 5G nhé. Các bác có thể thấy
Trời nó đang rất là tối rồi. Đó. Em sẽ ra một khoảng nó tối hơn nữa xem nào. Này. Rất là tối luôn các bạn. Đây có một cái chậu hoa rất là tối. Ui giời, tối nay không nhìn thấy gì được các bạn. Quá tối luôn. Đây. Chỗ này thì có vẻ sáng hơn một chút xíu nhưng mà thực ra thì nó vẫn rất là tối. Đó. Tối quá. Không nhìn thấy gì. Ok. Đây các bạn có thể thấy ở đằng trước ngõ này. Thôi đi ra ngõ một tí thôi. Đó. Rồi ok. Thực ra thì em thấy là quay tối hai con này nó cũng như nhau thôi. Rồi em sẽ chuyển sang cam trước như nào nhé. Đây có một cái cái bông hoa vàng ở trên chỗ cạnh cái mũi tên đó. Con F10 nó còn nhìn thấy, con G8 không nhìn thấy gì. Rồi ok. Rồi ok các bác, thì đây là cái video bằng cam trước 1080 đều là 30 thôi, tại vì con G8 nó chỉ có lên đến 30 thôi các bạn. À, thì các bác có thể thấy rất là tối luôn. Em cho là đúng ánh điện rồi nào. Đây là cái ánh điện ấy thôi, đèn compact thôi. Đó. Đó. Rồi em sẽ thử ra một chỗ khá là tối xem nào. Đây các bạn, khá là tối luôn. Ôi, tối không nhìn thấy mắt em luôn. Rồi, quá tối. Đó. Đó, đây các bạn có thể thấy được. Chứng tỏ cái con G8 nhà mình nó không đuối quá đâu các bạn, nó không đuối quá so với mấy con Samsung này đâu. Này các bạn thấy cho cái ra ngõ này nhé. Là con trước. Rồi ok, các bác có thể thấy thế là đủ rồi. Tại vì quay tối thì con nào nó cũng chán.